vậy? Cái gì? Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Màu hồng đẹp quá vậy? Tôi là màu hồng. Đúng rồi. Tài con đốt mua vàng có gì mà phải lo? Cứu tôi, chết tôi, Tài ơi. Ê, anh chưa nói mà em thấy còn mấy cái hộp hồng hồng nó đẹp đẹp nha. Sao bây giờ em nhìn nó em nổi da gà nha má ơi. Em sợ ốc luôn. Ủa chứ không phải là ốc bươu là mình ăn hả? Em không biết ốc bươu luôn á. Ủa vậy hả? Trời ơi. Ủa sao bà kia nhanh dữ vậy ta? Ồ, thiệt luôn á. Chắc chắn là có sự cài cắm gì ở đây. Có sự gian lận ở đây. Đúng. Vì từ nãy giờ Mít Thi đứng gần cô chú chắc chắn đã được cô chú thiên vị. Đúng hoặc rồi. Là Mít Thi giơ tay vô cái túi của cô chú để lấy một vài cái nào đây. Cứu em. Để em làm đi. Ê má ơi, có búa đậu trên cái cánh sen nha. Thân sen. Nãy giờ tôi đã tiếp xúc bao nhiêu con ốc bươu rồi vậy?